Ngày hôm qua 11 tháng 12 tại thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, tổ chức thi đấu môn xe đạp điện hình Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Đội xe đạp điện hình An Giang tham gia thi đấu 3 nội dung: băng đồng tiếp sức nam, băng đồng tiếp sức nữ ở cự ly 3x5 km và đổ đèo cá nhân nữ 2 km. Ở nội dung băng đồng đổ đèo nữ cự ly 3x5 km, đội xe đạp địa hình nữ An Giang có 3 vận động viên là Vũ Thị Kim Lộc, Lê Thị Nhã Linh và Nguyễn Thị Huyền Trang thi đấu với các đội Bình Dương, Quân đội, Thanh Hóa, Hòa Bình, Hà Nội. Cho dù thi đấu rất nỗ lực nhưng ekip nữ An Giang chỉ về được thứ hạng thứ 3, sau 2 đơn vị là Bình Dương về nhất và Quân đội về nhì. Còn đội nam An Giang băng đồng đổ đèo có 3 vận động viên Nguyễn Thành Tâm, Nguyễn Thái Nhật Anh và Lê Quốc Vũ. Chỉ tiếc là do gặp sự cố ở vận động viên Lê Quốc Vũ nên ekip An Giang về thứ 4 tuột mất tranh chấp huy chương, về nhất là đơn vị Quân đội. Buổi chiều cùng ngày, các vận động viên bước vào thi đấu đổ đèo cá nhân 2 km. Đây là nội dung thi đấu rất nguy hiểm nên người chiến thắng cần phải biết khổ luyện, gan dạ, xe đạp thi đấu, đầu tư thật tốt. Đội xe đạp địa hình nữ An Giang có đến 2 vận động viên tham gia thi đấu là Nguyễn Tuyết Phượng và Nguyễn Thị Huyền Trang. Và kết quả, vận động viên Nguyễn Thị Huyền Trang đạt thành tích 3 phút 33 giây, xếp hạng nhì. Thua vận động viên Quảng Thị Soàn của Quân đội là 6 giây, giành huy chương vàng. Con nhận được huy chương này con thấy là rất là vui. Mình sẽ cố gắng năm sau được giải cao hơn. Cảm ơn thầy cô đã hỗ trợ hết mình con. Chúc mừng thầy Đức. Xin cảm ơn. Qua một ngày thi đấu quyết liệt, đội xe đạp địa hình An Giang đạt được 1 huy chương bạc, 1 đồng. Tính đến hết ngày 11 tháng 12, đoàn thể thao An Giang giành được 3 huy chương vàng, 6 bạc, 5 đồng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022. Đơn vị thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Quân đội tạm xếp 3 thứ hạng đầu bảng tổng sắp huy chương. Ngày hôm nay, 12 tháng 12, Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9, đoàn thể thao An Giang tiếp tục thi đấu các môn xe đạp địa hình, bắn cung, thể hình, bơi lội, múa lân.